Ngọc Ánh xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý khách hàng một dự án rất là mới thuộc tổ dân phố Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án 15 căn tất cả mọi người ạ. Đây. Có diện tích từ 30 cho đến 35 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng và giá chào bán thấp nhất của dự án này từ 2 tỷ 730 triệu đồng. Pháp lý đầy đủ, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mọi người nha. Ngọc Ánh hôm nay sẽ giới thiệu cụ thể một căn nhà trong toàn bộ 15 căn này. Thì là có một căn nhà mẫu mọi người ạ. Với hướng nhà ở đây thì có đủ hướng mọi người nhá. Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, đủ cả. Và mặt tiền của ngôi nhà mà em Ánh giới thiệu tới cho mọi người. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 căn trong cùng. Diện tích của căn nhà này là 34m. Đó, mặt tiền đây, mặt tiền 3m4. Cửa chính của ngôi nhà là đã được ốp đá mọi người ơi, lên tới hết phần mặt chính rồi. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế hai lớp cửa mọi người ạ. Cửa bên phía bên ngoài là cửa xếp inox mọi người nha. Và cửa bên trong là cửa gỗ kính. Đó, rất là chắc chắn và an toàn. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào phía trong tầng 1 của ngôi nhà nhé. Với thiết kế của cái ngôi nhà này mọi người ạ, phòng khách được thiết kế ở trên tầng 2, còn tầng 1, khu vực Ngọc Ánh đang đứng, đó chính là khu vực để xe và phòng bếp mọi người nha. Thì toàn bộ cái căn nhà này đã được hoàn thiện đến 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Hoàn thiện hết về phần sơn cũng như là trần thạch cao, thiết bị đèn LED chiếu sáng, hồ sơ công tơ điện nước đều đã được thiết kế đầy đủ rồi mọi người ơi. Mời mọi người theo em vào căn phòng bếp của ngôi nhà nhé. Wow, đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Với cái không gian bếp rất là thoáng. Chắc chắn là vợ chồng trẻ nào khi mà nhìn thấy trên video này, nhìn thấy cái tủ bếp này thì cũng rất là thích như em Ánh vậy. Cái màu sắc rất là nhã nhặn. Đó. Toàn bộ hệ thống tủ bếp thì đều đã được thiết kế xong hết rồi mọi người ạ. Phụ kiện bếp cũng xong rồi. Đây, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, bồn rửa bát, chậu rửa bát, kính ốp bếp Minh Long và mặt bếp cũng được đã ốp đá rồi. Hoàn thiện đầy đủ rồi. Căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80%. Vị trí của cái căn nhà này thì nằm gần như là trung tâm của phường Hà Trì. Và với cái vị trí của ngôi nhà mọi người ạ, ngõ trước nhà là 2m, cách trục đường ô tô đi lại nó rơi khoảng tầm 200m thôi nha. Gạch lát nền của ngôi nhà là kích thước 60-60 màu trắng. Tông sơn chủ đạo của ngôi nhà cũng là màu trắng mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh này thì là phòng vệ sinh phụ ở bên dưới tầng 1. Tuy nhiên thì đầy đủ về bồn cầu. Và bồn cầu ở đây chủ đầu tư sử dụng là bồn cầu liền khối. Đồng thời có hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Gian phòng bếp của ngôi nhà có thiết kế một cái cửa sổ đây mọi người ạ. Cửa sổ ngách hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh xạ, để lấy thoáng vào trong cái gian phòng bếp này. Và khu vực Ngọc Ánh đang đứng ở đây là chủ đầu tư thiết kế là cái phần để sau này để tủ lạnh mọi người ạ. Rất là gọn gàng và hợp lý cho gian phòng bếp. Với thiết kế là 34m2. Nghe thì diện tích là nhỏ đấy nhưng mà mọi người có thể nhìn ở trên video ấy, chủ đầu tư thiết kế kế rất là hợp lý nhá. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao được thiết kế theo hình thức giật cấp và hệ thống đèn LED âm trần tiết kiệm điện. Và mời mọi người theo em lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ, tay vịn đều được thiết kế là gỗ lim, mặt bậc, cổ bậc là được ốp đá đen trắng. Và ở phần tầng 1 của ngôi nhà, phía chỗ phần để xe có một cái vách gỗ CNC để ngăn cách phía cầu thang ra phần cửa chính mọi người nha. Mọi người theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Phía cầu thang đi lên ở giữa tất cả các tầng mọi người ạ đều có cửa sổ hướng ra phía ở bên ngoài. Để lấy nếu như mà mở ra rất là thoáng đây này. Chỗ tay Ngọc Ánh đây là có gió vào mọi người nha. Và đây chính là gác lửng hay được gọi là cái tầng khách lửng hiện đại nhất. Thiết kế theo cái phong cách hiện đại nhất với cái diện tích chỉ 34m2 thôi mọi người ạ. Nhưng căn nhà này vô cùng hợp lý luôn ấy. Đây cửa sổ đây ạ. Đấy. Ở đây dự án này có 15 căn tất cả mọi người nha.
đủ hướng để cho quý khách hàng lựa chọn. Và giá thấp nhất là 2 tỷ 730 triệu. Sổ đỏ thì đều đã đầy đủ hết rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư trang trí cũng khá là hợp lý và đẹp mắt. Dưới chân Ngọc Ánh đứng đó là sàn gỗ công nghiệp. Và đây xung quanh là sử dụng giấy dán tường Hàn Quốc mọi người ơi. Trần phào rồi mọi thứ rất là chi tiết, tỉ mỉ và cũng rất là đẹp mắt, cầu kỳ đúng không ạ? Phía ở đây gác lửng này cũng có một cái vách CNC, đồng thời là có một cái kệ đấy mọi người ạ, để tủ để đồ đây này đấy, vô cùng hợp lý đúng không ạ? Em review cũng rất là chi tiết và chân thật về cái giá bán cũng như là cái sổ sách giấy tờ, mọi người hoàn toàn yên tâm về cái pháp lý của ngôi nhà này nha. Mọi người theo em sang bên phía phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Đấy, phòng ngủ đây ạ. Cũng được lát sàn gỗ. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim. Đấy. Và chủ đầu tư đều thiết kế rất là chi tiết về ống chờ, dây chờ cũng như là áp chờ điều hòa của từng phòng. Diện tích căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 8 đến 9 mét vuông thôi mọi người nha. Cửa sổ hướng ra bên ngoài được thiết kế là hai lớp cửa. Lớp cửa ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Rất là an toàn, đảm bảo độ an ninh cho ngôi nhà này. Từ vị trí của ngôi nhà này mà Ngọc Ánh tính đi ra cái trục đường lớn nó rơi vào khoảng tầm 150 mét. Và rất là gần với lại cầu đen này, cầu trắng này của khu vực Hà Đông. Gần với lại viện 103, viện K Tân Triều, thuận lợi giao thông đi lại. Rất là gần chợ dân sinh, gần chợ Hà Đông, gần viện đa khoa Hà Đông. Nói chung với cái ngôi nhà này và cái giá chào bán như thế này thuộc cái diện tích này rất là hợp lý quý khách hàng nha. Trước khi đi lên tới phía tầng 3 của ngôi nhà, giới thiệu với mọi người nhà vệ sinh tầng 2. Nhà vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà này, đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư ốp gạch lên trên tới tận 2/3 của trần mọi người ạ. Và gạch ốp rất là đẹp mọi người nha, kích thước 40-80 mọi người nha. Kích thước gạch 40-80 tạo cho một cái không gian phòng nó rất là rộng. Đồng thời đây, hệ thống sen cây nóng lạnh nhập khẩu Hàn Quốc, bồn cầu liền khối thương hiệu Linac mọi người nha. Đấy, đầy đủ hệ thống vòi xịt cũng như là bồn cầu, rồi lavabo, gương tắm, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Mời mọi người theo em lên trên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào căn phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà trên tầng 3 này. Đó, căn phòng ngủ này thì rộng hơn. Căn phòng ngủ nào sẽ rơi có diện tích khoảng tầm 13 mét vuông mọi người ạ. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa, thay vào đó là lát gạch vân gỗ. Phòng ngủ này cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Cửa sổ đây ạ. Cửa sổ nào thì cũng được thiết kế hai lớp cửa để đảm bảo độ an ninh an toàn cho ngôi nhà. Và cũng là tăng cái tính thẩm mỹ lên, có ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ hệ thống đèn LED, trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ ở các tầng và sơn mọi người ạ, đồng đều cùng một màu nhá. Cửa thông phòng đây ạ, đó. Và mời mọi người theo em sang căn phòng ngủ tiếp theo của tầng 3. Vậy là lên tới tầng 3 là có 3 phòng ngủ rồi. Căn phòng ngủ này thì được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi, với cái diện tích cũng như vậy, 9 m². Và cũng được thiết kế đầy đủ như thế, tương tự y như tầng 2. Đó. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra chợ Hà Đông thì nó rơi khoảng tầm 700 m thôi mọi người ạ. Rất là thuận lợi. Tầng 3 của ngôi nhà cũng có một nhà vệ sinh. Tầng 3 của ngôi nhà cũng có một nhà vệ sinh giống như tầng 2. Và mọi cái nhà vệ sinh từ tầng 2 mà em quay đến tầng 3 mọi người có thể nhìn thấy đầy đủ quạt hút mùi cũng như là cửa sổ thông gió ra phía bên ngoài. Cửa phòng vệ sinh là được thiết kế là cửa nhôm kính mọi người nha. Cuối cùng mời cả nhà theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên phía tầng 4 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy một ô giếng trời để lấy thoáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang, lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ô giếng trời cũng được chủ đầu tư thiết kế rất là chi tiết, tỉ mỉ mọi người ạ. Có kính cường lực và là có song sắt để bảo vệ.
Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi. Mời mọi người theo em vào phía phòng thờ của ngôi nhà. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà đây. Rất là rộng. Cái gian phòng thờ này thì nó lại rơi vào khoảng tầm 14-15 mét mọi người ạ. Và cũng có cửa sổ hướng ra bên ngoài đây. Đó. Rất là thoáng. Và mời mọi người theo em sang phần sân phơi. Giới thiệu với mọi người, đây chính là cái sân phơi của ngôi nhà, vô cùng rộng luôn. Và đây chính là khu vực để máy giặt này. Đó, đây chính là phần khu vực để máy giặt. Và ở đây là để phơi phóng mọi người ạ. Đấy, thì quý khách hàng có thể nhìn xung quanh cái khu vực nhà giúp em. Rất là nhiều nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Ở cái vị trí nhà mà Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông mà được cái diện tích như thế này. Và cái giá chào bán thì vô cùng rẻ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và đặc biệt là cũng có thương lượng mọi người nha. Nếu như quý khách hàng mà đang xem video của em thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh ủng hộ em. Bên cạnh những cái video mọi người đang xem còn rất là nhiều những dự án, những vị trí khác thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết gọi điện cho Ngọc Ánh nhá, theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em.